Nhà báo đã gặp anh tổng giám đốc của Vietnam Airlines. Thì Vietnam Airlines là cơ quan đã bảo trợ cho KBC hải ngoại đi về Việt Nam làm APEC 2017. Duy nhất là KBC hải ngoại được Vietnam Airlines yểm trợ. Lý do rằng là trong số tất cả các cơ quan báo chí tại hải ngoại này, KBC hải ngoại có thể được xem là một thành phần đáng tin cậy đối với lại nhà nước và nhân dân Việt Nam. 94 triệu hay 98 triệu người trong nước đã biết KBC hải ngoại, trừ một thiểu số ganh ăn tức ở đó, đó thì chúng tôi đã có cảm ơn Vietnam Airlines cũng sẽ đã yểm trợ cho KBC hải ngoại tiếp tục cái đi chạy chỗ lối này nó bị kẹt ánh sáng mặt. Vietnam Airlines đã lại biếu KBC hải ngoại hai cái vé để đi về Việt Nam. Lúc mà đi ra gửi tiền để mà trả cái tiền thuế theo cái luật, mỗi một cái vé bán ra đều phải tính thuế. Người ta có thể cho mình bất cứ cái gì nhưng người ta không thể cho thuế. Thuế đó là của anh Mỹ, của Uncle Sam. Uncle Sam ê, bảo mày phải trả tiền thuế. Và nhà báo đi ra ngoài Citibank, tức là một cái tài khoản của Vietnam Airlines, để trả tiền thuế cho hai chiếc vé. Hai vợ chồng sẽ đi về Việt Nam và sẽ đi vào trong Đà Nẵng với anh Nguyễn Thế Phượng. Anh Nguyễn Thế Phượng thì ở Đà Nẵng luôn. Thì vô hình chung lúc mà đi vào gửi tiền á, thì gặp chị Trịnh Thị Yến. Chị Yến lại có một cậu em đang làm lính sĩ quan hải quân ở trên hàng không mẫu hạm Cal Vinson. Và chị có giới thiệu tên của sĩ quan này, KBC hải ngoại sẽ tới, chắc chắn là chị sẽ nhắn tin cho cậu em. Chúng tôi sẽ làm phóng sự và chúng tôi sẽ phỏng vấn cậu em. Thì bây giờ thì chưa rõ ràng là cái hàng không mẫu hạm ngày nào tới vì lý do an ninh, nhưng mà hàng không mẫu hạm đó đang ở vùng vịnh của Nam Hàn và họ sẽ từ đó xuất phát đi về Đà Nẵng 2 ngày, sau đó họ sẽ rời Đà Nẵng 2 ngày và đi ra ngoài biển 3 ngày. Nhiệm vụ của hàng không mẫu hạm Cao Vinson là sẽ làm cái an ninh cho Biển Đông. 3 ngày trên biển xong họ sẽ ghé vào hải cảng Cam Ranh, thông báo cho tất cả bà con biết. Nhớ theo dõi KBC hải ngoại sẽ biết cái lịch trình khi nào tới Đà Nẵng và khi nào tới Cam Ranh để bà con tới đón tiếp. Và lần này chúng tôi sẽ có một nữ phóng viên. Vì cộng đồng nó cấm mình ca hát thì bây giờ mình đi làm phóng sĩ viên. Không phải là phóng tinh viên đâu nhá. Quý vị đừng có xuyên tạc. Không làm ca sĩ, làm phóng sĩ. Và hầu hết tất cả những cái xin được phép khoe một chút xíu, tất cả những cái hình ở trên Facebook chúc Tết giờ hình ở kia đều là do tay của Photoshop Lệ Hằng làm hết.
chúng tôi truyền đời báo danh cho những cái đám này nó sẽ đến. Chẳng hạn như ngày hôm nay chúng tôi, nếu mà chúng tôi đi cái nhà băng Citibank ở gần nhà chúng tôi trên đường Bốc Hốt á, thì chắc chắn là tôi không gặp chị Yến. Nhưng mà tại vì bữa nay chúng tôi có một cái công việc làm ở gần ở chỗ đó, thành ra chúng tôi là đi vào một cái chi nhánh khác ở trên đường trên ở Huntington Beach, thành phố Huntington Beach, và vô tình gặp chị Yến thì lại được biết chị có một người em ở trên hàng không mẫu hạm Hải quân Việt Nam. Thì trước hết là cảm ơn, từ nãy giờ nói mà quên cảm ơn anh Lê Anh Dũng. Cái bản tin mà chúng tôi đưa lên thưa quý khán giả đã được rất nhiều lãnh đạo đã đọc. Một buổi tất niên đã tổ chức được ngay tại cái miền Nam California này. Hơn 200 quan khách. Đông hơn cả những cái hội đoàn ở đây nữa. Đã nói lên cái điều gì? Tất cả những chủ trương 4.0 của cộng đồng Việt Nam đã tan thành mây khói sau 43 năm. Chúng tôi đã có những giây phút rất là thoải mái, rất là vui vẻ. Ông Tổng lãnh sự Hồ Xuân Sơn đi tới từng bàn, cụng ly. Chúng tôi vui vẻ, chúng tôi không thấy rằng các biểu tình hoan hô đà đảo, không thấy cờ quạt gì hết. Đó là một cái sự tôn trọng của Tổng lãnh sự đối với cái lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc. Lá cờ không phải là một cái rẻ rách để lúc nào cũng vác đi chỗ này, vác đi chỗ kia, vứt dưới đất để vứt thùng rác. Bà Thượng nghị sĩ Jean Ân Nguyễn đưa một cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa vào trong thùng rác. Tôi nói vào trong thùng rác thì nó hơi quá đáng, để ngay sát bên cái thùng rác. Tại vì ông Ted Osius, ông đại sứ Ted Osius, ông bảo ông không muốn nhìn cái lá cờ này, bởi vì ông đang đại diện cho nước Mỹ tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chứ không phải là đại diện cho nước Mỹ ở cái lá cờ Việt Nam Cộng hòa này. Bà Jean Ân Nguyễn cất đi thì quê, mang và để vào ngay bên cạnh cái thùng rác. Trời ơi đất hỡi, hay là bà muốn như vậy? Làm sao mình biết được? Dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Bà cất đi thì bà sẽ bị mang tiếng rằng á, bà sỉ nhục lá cờ Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà bà để bên thùng rác, ngày hôm qua bác Nguyễn Mạnh Cường cũng đã nói rồi, thì nó còn sỉ nhục hơn là cất đi. Ông Andrew đó, lúc đó còn làm giám sát viên, cũng vậy, đem lá cờ giấu vào trong góc phòng. Trong video chúng tôi quay được, ông Andrew đó nói rõ ràng, quý vị làm ơn quay phim nhưng đừng quay cái lá cờ để trong góc kia. Đấy, tại sao lại phải đưa cái lá cờ ra rồi sợ? Cái tinh thần sợ bu, tinh thần nô lệ, đó là cái tinh thần của cái đám chống cộng cực đoan ở đây. Và cái đám đó nó cũng giống như là một cái đám hổ lốn ở Việt Nam bây giờ. Anh nhân danh cái gì?